chào tất cả các bạn. Hôm nay thì giấc này là sáng sớm rồi các bạn ơi. Mình có được một chiếc xe đẩy bánh nè. Chiếc xe đẩy này thì có một số loại đồ ăn sáng đó các bạn. Đây là đồ ăn sáng mà thường mấy bà hay bán trên quê của mình đó các bạn. Đồ ăn sáng nó rất là đơn giản và rẻ tiền luôn. Có mấy cái bọc bún như thế này nè. Giờ mình giới thiệu giá cho các bạn biết nha. Những cái bọc này thì 7.000 một bọc. Đây, rồi có sữa nữa nè. Sữa này thì 2.000 một bọc, có sữa đậu xanh, sữa đậu nành luôn. Hột é luôn. Quá trời thứ luôn. Rồi mình có cái này là cơm dẹp nè. Cái này 3.000. Khoai lang cũng 3.000 luôn. Rồi cái này là bánh bao chiên cũng 3.000 luôn. Rồi, cái này thì là chuối chân đó các bạn. Mình bán 5.000 một bọc. Đây, khoai mì thì 3.000. Xôi, nhất là xôi các bạn ở quê mình nó hỏi rất là ưa chuộng xôi á. Xôi này chỉ có 3.000 thôi. Với lại một ít bánh bèo nè, 5.000. Một bánh mì thì mình bán 3 ổ 5.000. Đó, với lại mấy gói xôi bắp. Đó, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Với lại mình có thêm một thùng kem cho mấy đứa nhỏ nữa các bạn. Có mấy hũ dưa ua cho mấy đứa nhỏ buổi sáng nó hay ăn á. Mình bán 2.000 hũ, còn hũ bự thì 6.000. Này dưới mấy cái bạch dâu nhà làm nè, cũng 2.000 luôn. Bên đây mấy cây kem này mình cũng bán 2.000 luôn. Rồi đậy lại, giờ mình chuẩn bị đi bán nè các bạn ơi. Các bạn có ủng hộ mình món nào không thì ủng hộ mình đi nha. Sáng sớm chưa ai mở hàng hết, các bạn vui lòng mà ủng hộ mình món nào để mình mua mai bán đắt đi. Rồi các bạn không ai ủng hộ hết, không ai lên tiếng luôn. Vậy thôi mình đẩy đi bán nha. Chiếc xe này nó cũng nhẹ lắm các bạn ơi, không có nặng hết trơn. Mình đẩy dài dài lên sớm coi có ai mua không. Xôi bắp, bánh tằm, bánh bò, bánh ướt, hột é đây bà con cô bác ơi. Bà ba ăn sáng bà ba ơi. Ăn rồi đó hả? Chú mua gì chú? Chú ơi. Con chó. Kệ nó, ăn chó nó hiền luôn. Sao? Chó của chú gì vậy? Một, hai gói. Rồi, hai gói 6.000, chú lấy gì nữa không? Con lên nè, qua đi. Ủa, chú đi làm chi chú? Ở không. Rồi, con gửi chú nghe, cảm ơn chú. Lấy gì lấy đi chị. Trời ơi trời, chị đưa tờ lớn như vậy? Mua gì vậy? Em không có tiền. Mua gì á, tôi trả cho. Dạ bịch bánh 5.000 thôi. Trời cảm ơn chú nha. Trời bo được 1.000 luôn, quá dữ. mua 5.000 đưa giấy 500, con chẳng có tiền thôi. Ôi, tránh ra. Gọi con đi đó nha. Mua gì ăn sáng không ông ơi? Bịch chín hết rồi. Đồ ăn sáng này bà con cô bác ơi. Ở đây không có nhà các bạn ơi, mình ra cũng không ai nghe nữa. Để mình đi lên xóm trên cho. Bà mua bánh gì lại đi, con đậu sát vô cho bà lựa. Cô dừng xe đó bà ơi. Dạ rồi. Mẹ ơi, anh sập đi cho tụi bà ổ xì đi ha. Dạ. Này con bỏ cho. Rơ bắp đi. Cái này giòn. Rơ bắp. Dạ 10.000. Nay nhà mình nên bà hả bà? Có ai không? Rồi, con cảm ơn bà nhiều. Đi tiếp thôi. Xe này là con đi tới từng nhà gõ cửa cho người ta ra ăn luôn đó. Xôi bắp, bánh tằm, bánh bò, bánh ướt. Ơi, đồ ăn sáng đây bà con cô bác ơi. Chú ơi, muốn gì không? Xôi bắp, bánh tằm, bánh bò, bánh ướt, hột é đây bà con cô bác ơi.
ơi, mấy ông ơi, đồ ăn sáng đây. Có mua gì không? À, mua bánh gì không? Chị ngừng lại cho. Con hả? Con là cháu bà ba. Con đẩy. Dạ, con tập bán cái đó 7.000. Đợi chị xíu con mua gì nữa không? Đợi xíu chị đổi tiền cái nha. Rồi mua gì nữa không? Lựa đi nha, thôi chị đi mất tiêu là khỏi luôn đó. Không có bánh đó. Đây, nó có tiền. Nó có tiền hả? Có đâu. Không có hả? Mất rồi. Mất rồi hả? Mình để đâu mất? Đây, nè, chị hồi tiền lại nè. Rồi chưa, xong rồi đúng không? Xong rồi chị đi đó. Gì vậy cô? Cái này bánh tầm nè cô, còn cái này là bánh nước bún nè cô. Mấy bánh này? Dạ, 7.000 bịch. Cô lấy mấy bịch? Rồi. Cái đó bánh nước. Bún này nữa hay gì cô? Rồi. Đây, con gửi cô 14.000. Ui, xin lỗi, mua gì nữa không? Nghe lựa đi. Kem nè. Bún hả? Để con coi. Còn à? Còn có một bọc bún mà cô ơi. Dạ. Trời ơi, sao ai cũng đưa giấy lớn cho con chứ. Đâu có hộp nào đâu, lấy phương cái mà hộp coi. Dạ, đợi con xíu. Tới liền, tới liền. Đây, có gì con gửi. Bánh bèo 5.000 một hộp. Ông Sáu ơi. 5.000. Đây. Đây. Rồi, con hỏi ông nè. Đây, của ông. Tôi lấy gì vậy? Nó ngồi nó ăn, tôi mới giận, tôi nói ủa cái này sao gọi được, tao mua thuốc có. Cô đâu có bán cái này. Rồi, chị hỏi lại. Rồi, cảm ơn nha. Ông Hai kìa. Ông Hai, mua bánh ông Hai. Bốp, mua bánh. Rồi, để tiếp nha, ông còn mua gì nữa không? Không con đi đó. Bà Hai mua gì không bà Hai? Bà Hai mua bánh gì không? Mua bánh gì ủng hộ con đi. Sữa. Còn bánh tầm không ạ? Dạ còn bánh tầm không mà bún nãy gì kia mua hết trơn rồi. Mua là hổ mì. Hổ mì. Vô mình chấm sữa. Của bà là 7.000. Này cầm giùm con nghề, cái dạ, truyền nghề. Truyền nghề để mai mốt con đi bán. Rồi con gửi bà. Cảm ơn bà nhiều. Các bạn ơi, mình đẩy một chút mà mình thấy cái xe bây giờ nó lưng lại bóp này nè. Chắc đẩy từ đây lên chợ là khoảng nửa tiếng là hết trơn rồi các bạn. Không còn gì trơn, còn kem thì về nhà mình bán cũng được nữa. Cái công việc này đẩy xe nó vất vả lắm các bạn ơi. Đây mấy cái thứ đồ ăn này nè các bạn. Bán không có lợi nhiêu chứ, ít xịu à. Lợi một cái chừng mấy trăm đồng thôi. Mà đẩy đi buổi sáng rất là cực luôn. Giờ mình đẩy tiếp lên trên chợ bán coi có ai mua nữa không. Sa bắp, bánh tằm, bánh bò, bánh ướt, hột é đây bà con của bác ơi. Mấy chú ơi, có ăn gì không? Hay là mấy chú chỉ uống cà phê thôi? Uống cà phê thôi. Sa bắp, bánh tằm, bánh bò, bánh ướt, hột é đây bà con của bác ơi. Dạ, đổi người rồi. Bữa nay con đổi người, ăn sáng không bà? Bà ơi, hết bún rồi bà
ơi, còn bánh tằm với bánh nước không à? Hả? Dạ hết bún rồi. Còn bánh tằm với bánh nước không à? Còn một bánh nước nè bà. Dạ, dạ còn. Bún nào không thích nổi rồi. Bánh mì rồi lấy mấy ổ bà? Ba ổ. Trời ơi, sắp hết bánh mì rồi. Không có bún hả? Dạ. Phải. Hồi nãy cái gì kia mua hết trơn á. Không còn đâu. Đây con gửi gì. Rồi đợi con xíu con thói cho. Con bán nè, ủng hộ con đi Bút ơi. Xe đó nha bà. Đây. Gì vậy? Vậy thôi ngày mai lên bà mua ủng hộ con nha. Con đi tiếp. Chỗ kia đông người. Mua mua. À, sao nó gặp nước chảy trơn trời. Dì ơi, mua đồ ăn sáng ủng hộ con. Dì có mua gì không? Không lại. Dì có mua gì không? Dì không bọc. Cái này 3.000 dì Hà ơi. Đây dì Hà không đi làm hả? Đi. Hồi chắc này cũng sớm mà lát nữa mới đi. Này con bỏ vô cho. Trời ơi, dì Hà mua nhiều đi, sao dì Hà mua con bọc giờ? Dì Hà mua nhiều đi, để trưa dì Hà ăn. Thôi, hai bọc thôi. Rồi. Của dì Hà 8.000. Đây, con gửi. Dì Hà ơi, hối tiền, hối lại 2.000. Đây, cảm ơn dì Hà nha, con đi. Trời ơi, bà chó hết chỗ bà nằm vậy hả? Sợ chó cục kéo tôi nữa. Xôi bắp, bánh tằm, bánh bò, bánh ướt. Con có khoai lang nè, con có cơm dẹp, con có đủ thứ nè. Bà mua nào, bà ra lựa nha. Ôi, bà bánh bông lan à. Bánh bông lan thôi. Dạ. Xe của bà Sáu hả? Dạ đúng rồi, xe của bà Sáu con mới chôm. Dạ, rồi rồi. Rồi có mấy ngàn rồi? Dạ 6.000 rồi. Rồi cảm ơn gì. Sao gì lại trốn vậy? Dính về đó. Chị không trốn được đâu. Hả? Sao bắp, bánh tằm, bánh bò, bánh ướt, hột é đây bà con cô bác ơi. Bà ơi, mua đồ ăn sáng không bà? Bà mua đồ ăn sáng không? Bà mua cái gì không? Đây. Xôi, bắp, bánh tằm, hột é đây bà con cô bác ơi. Tới trường rồi các bạn ơi. Trời ơi, sao không kêu chị lại? Rồi, con mua cái gì? Cái này. Xôi hả? Cái gì nữa không? Xôi không hả? Thôi chị bỏ bập cho. Đợi chỉ xíu nha, tìm kiếm giấy 5.000 cho. Đây. Rồi. Tới trường rồi các bạn ơi. Ê!
mì ha. Trời ơi, con còn 3 ổ bánh mì cuối cùng nè. Các bạn ơi, mình bán hết bánh mì rồi. Bơi. Rồi con gửi bà nha. Bà Sáu bữa nay. Bà Sáu bữa nay nó mất tiêu rồi. Dạ. Có lính mới. Nãy giờ mình đẩy khoảng được 500m rồi đó các bạn ơi, lên tới cái trường học nè. Thì bán được bao nhiêu đồ nè, còn lại bao nhiêu nè các bạn ơi. Bây giờ là đẩy lên xíu nữa là tới trên chợ đó. Đẩy nãy giờ có chút xíu mà mình thấy mệt lắm luôn các bạn. Xe này đẩy đường xa thì thấy nó nặng lắm. Thêm bán thì không có lợi nhiều hết trơn á. Nên rất là vất vả luôn các bạn. Bà ba hàng ngày đi đẩy chiếc xe này nè, vất vả lắm. Phải tới từng nhà đó rồi gọi họ đi mua đồ ăn sáng. Mà bán ngày lợi chắc được mấy chục các bạn, không có nhiều đâu. Giờ mình còn bao nhiêu đây nè. Hay là các bạn mua ủng hộ mình hết đi để mình khỏi đẩy lên chợ các bạn ơi. Trên đó đông người lắm, người ta không cho quay, với lại nó cỡ lắm, không chịu đâu, không dám chỉnh quay đâu. Giờ mình còn bao nhiêu đây, chắc mình xin kết thúc cho các bạn nha. Mong là các bạn sẽ mua ủng hộ mình hết cái mâm bánh này. Nếu các bạn thích video của mình thì nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.